Chiều xuống vườn hái rau lan nè cả nhà. Trời ơi, rau lan mà nó mơn mởn luôn. Từ bữa mà mình cắt xong cái mình bỏ một ít phân á, một ít phân bò với phân trùng quế đó cả nhà, mà nó tốt vậy nè cả nhà. Trồng rau tốt hay không là cũng nhờ phân nhờ đất nha cả nhà nha. Phân đất mà không tốt thì cũng trồng không tốt đâu ạ. Đây nó đây là tỉa tỉa nha, tỉa của cái rau cải ngọt này này, với cái này là cái rau cải nhúng nha. Đó, ô trời, trời ơi, là mình tỉa nha. Cái này là về xào với nấu canh rượu. Ui trời ơi, nhất là ăn mì tôm nha cả nhà, ăn mì tôm thì là bá cháy bò chét luôn. Cái này là tỉa nha, mình tỉa mình ăn thôi chứ mình không không có nhổ đấy. Mình tỉa cho nó đẹp cây á, cho nó khỏe. Là món rau lan xào tỏi, cái này là rau lan vườn nhà luôn nha cả nhà. Xào mới rau lan xào tỏi là dễ ăn nhất rồi cả nhà ha. Cái này mình đã luộc, mình đã lấy nước làm canh rồi nha. Lấy nước làm canh xong bắt đầu chỉ có đảo sơ qua là mình đã luộc chín rồi, đảo sơ qua là ok cả nhà. Để lửa nhỏ nhỏ hiu 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 để cho nó thấm gia vị xong là bỏ ra được rồi. Vì cái này mình đã luộc sôi qua rồi mà. Quá ngon luôn. Nhiều là món xào xào tỏi là tuyệt vời luôn cả nhà. Món cá đã xong rồi cả nhà, mình đã kho xong nha, chắc còn 2 tiếng rồi đó cả nhà, giờ cũng cạn hết nước rồi mà cá giờ nó cũng rục 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 rồi nha cả nhà nha. Giờ mình như thế này là đã xong rồi nè. Cái này là cái tay chua nó chất quyền lực nha, nó bỏ vô vậy là nó tự ra chua. Nồi cá đã kho xong, hoàn thành nhiệm vụ nồi cá.